Đây là mặt nạ dưỡng khí. This is your oxygen mask. Trong trường hợp mất áp suất, mặt nạ dưỡng khí sẽ tự động rơi xuống từ hộc phía bên trên ghế ngồi của quý khách và từ trên trần trong phòng vệ sinh. Quý khách lưu ý gỡ bỏ khẩu trang trước khi sử dụng mặt nạ dưỡng khí. In case of decompression, it will automatically drop down from the passenger service unit above your head and from the ceiling in the lavatories. Passengers are requested to remove the medical mask if worn before using the oxygen mask. Quý khách kéo mạnh mặt nạ gần nhất, đặt lên mũi và miệng, choàng dây qua đầu, rồi thở bình thường. Pull the mask firmly towards you. Place the mask over your nose and mouth with the headband tightly around your head and breathe normally. Quý khách hãy đeo mặt nạ cho mình trước, rồi trợ giúp cho người đi cùng. Put on your mask first and then assist others under your care. Áo phao được đặt bên dưới ghế ngồi của quý khách. Until the conference company stops, and the most supersized been turned off. To take care of opening the overhead lockers. Before leaving the aircraft, please ensure that you have all the belongings with you. On behalf of the agent, I would like to thank you for traveling with us today, and we look forward to seeing you again soon. If you need assistance upon arrival, please contact our ground staff. For more information about our schedule, destination, latest promotion, booking and purchasing tickets, kindly visit our website, vietjetair.com, or contact our National Air Call Center, 1900-1886. Thank you. Good attack, nice question.